bây giờ mình đi đâu? Bây giờ thì mình sẽ đi đi mua đồ cùng với Quy Nước. Quy Nước đâu, đang lấy xe. Ok nha, Quy Nước nó lấy xe nãy giờ hơn chục phút rồi. Đi 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 đi. Lãng trọng đồ rồi. Bây giờ là Quy Nước bắt đầu là lấy cái mũ bảo hiểm màu xanh lam, kéo cái xanh lam, sau đó đội cái mũ bảo hiểm xanh lam đi. Bây giờ xanh lam và chúng mình quay qua nhìn mình này, mình giơ ngón tay lên như thế này. Mọi người